mình xin chào tất cả các bạn nha. Hồi đêm hôm á thì mình có một con heo nó xanh, nhưng mà nó xanh ngộ so với những con heo khác các bạn. Một tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem cái clip hồi đêm hôm con heo mình nó đẻ như thế nào nha. Chắc con heo này nó xanh dễ các bạn. Là hồi đêm hôm 8 giờ mình ra chuồng mình cho heo ăn thêm, nhưng mà mình không có thấy hiện tượng xanh, nó bình thường các bạn. Đến khuya 1 giờ thì 12 giờ mấy gần 1 giờ á thì mình xem camera thì mình thấy con heo con, thì mình tính đâu là heo ở trên nó nhảy xuống, rồi bắt đầu mình di chuyển cái camera lại ngay chân chỗ con heo mà nó gần đẻ á, thì mình phát hiện á là có thể là nó giống giống như nhau vậy đó, nhưng mà mình nhìn không có rõ. Rồi mình chạy ra chuồng mình xem thì mình phát hiện là con heo mình nó tự đẻ rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái clip hồi đêm hôm mình quay con heo mình nó đẻ ngộ như thế nào. Coi nè các bạn, con heo này nó chưa tới ngày đẻ nữa mà bây giờ nó tự đẻ luôn nè các bạn. Cái điện thoại mình hết pin rồi, không có bật đèn led được. Mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5 con rồi. 5 con bên đây 1 con nè, coi dây gúng kìa, coi kìa. 6 con. Ở đó 1 con nữa, 7 con. Rồi để mình bắt mình bỏ vô sọt đi, coi đi vòng vòng nãy giờ được nhiêu con rồi nha. Đẻ xong mẹ nó ra nhau rồi nè, mà không biết bao nhiêu con, coi là còn con nào nó đi là ở dưới nó hay không. Kìa, đằng kia 1 con nữa kìa. Cái điện thoại hết pin rồi, không có quay được. Rồi, giác này 1 giờ rồi. Lịch có nói là ngày 2 tháng 9 nó mới đẻ các bạn. Mà hôm nay mà mới có ngày 27 à, nó đẻ rồi, chưa lùa nó lên nữa. Nó nằm dưới đẻ luôn nè. Để mình bắt 4 con này vô luôn. 3 con rồi. Đẻ con to lắm các bạn, nặng tay luôn á. 4 con nè, 4 con đây, 3 con nữa là 7 con. Thôi bên đây đi 1 con nè, 8 con. Rồi hiện tại là mình đang thấy 8 con nha. Đây. 1, 2, 3, 4, 5 nè. 5 đây, 3 nó 8 rồi nè. Không biết còn con nào nữa hay không nữa. Đây nè các bạn, hiện tại được 8 con nè, con rất là to luôn nha. Rồi để mình đợi một tí nữa coi còn con nào hay không, rồi mình sẽ lùa nó lên để mình xử lý với con heo trên này trước. Đây nè, ở đây là sàn nào cũng có heo hết rồi. Bây giờ mình sẽ đưa mấy con này nè. Bên đây nó chỉ có 2 4 6 8 con thôi. Cái sàn này nó chỉ có 8 con thôi, bây giờ mình sẽ dồn qua cái sàn bên kia để mình đưa con heo mẹ nó lên đây. Mình sẽ đưa qua chung với cái bầy này. Ở đây con heo mẹ nó đang chuẩn bị gặn nè. Hồi nãy nó có một con khô thai nằm ở dưới nước á, là mình đem lên mình cất rồi. Bây giờ nó đang gặn nè. 8 con trong sọt với một con khô, con khô mà cùng tay các bạn. Là 9 con rồi. Mình chờ kết quả coi còn con nào nữa hay không nha. Lần đầu tiên con heo đẻ dưới sàn lồng luôn. Cũng hên các bạn ơi. Cái con heo này á, là mình đã lùa đi rồi nè. Cái khoảng trống đây, cái con heo mẹ, mà heo mẹ nó hên là nó nằm là nó úp cái bầu sữa nó về bên đây luôn. Nên là heo mấy con heo bên đây á, là nó không có ảnh hưởng gì tới heo con hết. Phải nó úp qua bên đây á, là có thể là con heo này nó ảnh hưởng tới mấy con heo con nè. Nhưng mà con heo mẹ này nó nằm rất là hên luôn nha. Bầy heo con nó bú một dọc bên đây, không sao hết. Rồi để một tí mình lùa con heo mẹ lên. Các bạn, mình mới vừa dời sọt heo con lên, mình gửi chung qua bên cái bầy này nha các bạn. Đó, 8 con rất là to luôn nha. Mình nhờ cái đèn ống này để mình sưởi ấm cho nó. Rồi một tí nữa lùa con mẹ lên rồi mình cho nó qua cái chuồng bên kia. Bầy này thì mê bú. Bầy này là hồi lúc chiều nè các bạn. Bầy này đẻ 10 con tự đẻ nè. Là mình quay cho các bạn xem cái video ngắn đó. Là 13 ngày tuổi. Nó ăn cám khô đầy gành rồi, với cám tập ăn sữa cộng amốc là ăn ok nha các bạn. Còn bầy này đã ăn không hết nha. Bầy này lớn hơn cái bầy đó, nhưng mà nó giờ nó nhỏ hơn. Cái bầy này sữa mẹ nó mát lắm, nó phì phì luôn nè. Cái con này là đẻ trước con bên đây mấy ngày á. Đây nè các bạn, heo này nãy 8 con á, là mình dời đi rồi nha. Một tí nữa mình cho con nái lên đây. Đó, mình dời qua bên đây các bạn coi nữa nè. Nó không ngủ, bắt đầu là nó lâu gặp nhau các bạn. Cái này là ba bầy nha. Là có một số là mình đã khách đã bắt làm nái rồi, còn một số là để lại mình nuôi thịt.
do mình nhốt riêng á, nó mới gặp nhau là nó vậy đó. Rồi bầy heo con của nó nè, hồi nãy nó ướt bây giờ nó khô rồi nè. Bầy này bú xong rồi đâu quay qua ăn nữa nè. Rồi để bây giờ mình tiến hành mình lùa nái lên nha. Lần đầu tiên trong đời mà canh heo đẻ mà gặp trường hợp là heo đẻ sớm đẻ dưới này luôn. Hôm nay gặp cái trường hợp con heo đẻ dưới sàn luôn các bạn. Mà hơn là cái cặp một bên đó là con heo mình đã lùa ra rồi nên nó trống nha. Chứ không thôi là không biết sao nữa các bạn. Lúc nãy các bạn là 12 giờ là vợ mình nói là đói bụng. Thì mình đi nấu mì ăn. Ăn xong cái bắt đầu mình vô phòng mình nằm, mình tính ngủ rồi. Cái đầu hơi bật camera mình xem thử. Phải xem thử có một con bắt đầu nó đi vòng vòng, mình không biết là cái con trên sàn nó nhảy xuống hay là cái con nó đang đẻ. Bắt đầu mình quay cái camera lại cái con mà gần đẻ là mình coi là mình thấy nó giống như cái bột nhau vậy đó. Nhưng mình ra là mình thấy nhau thiệt nhưng mà một lớp mỏng thôi. Là mình nghi là con nó đẻ rồi, mình xách cái đèn chạy ra là mình thấy nó đẻ, nó bú trơn luôn. Cái bắt đầu mình chạy vô mình lấy điện thoại, cái bắt đầu mình vô chuồng, mình quay cho các bạn xem. Rồi nãy giờ là mình đã lùa con nái lên rồi, rồi mình rửa sàn rồi. Rồi để mình quay cho các bạn xem nha. Lần đầu tiên gặp trường hợp thế này luôn. Bây giờ hiện tại là 1 giờ mấy rồi các bạn. Nha cho các bạn xem nè, nãy là chỗ con nái nè nằm nè các bạn, là mình lùa nó lên rồi nha. Đây, chồng qua đây quay cho các bạn xem. Nãy giờ mình lùa nó lên rồi và mình rửa sơ cái sàn này các bạn. Ngày mai nữa thì mình sẽ rửa kỹ lại. Đó. Mình bắt cái đèn này hai bên song song để cho cái sàn mũ này mau khô để tí mình thả heo con ra nha. Đó, con nái lùa lên rồi nè. Rồi bầy bên đây nãy mình dồn qua nè, nó cắn một hơi rồi đó. Đó, cái con đó, con nó dưới đó đó, nãy giờ nó thở. Giờ nó khỏe rồi, chút nữa mình thảy nó lên lại. Nó mệt rồi nó không cắn nữa đâu, nó chỉ cắn cái chập đầu thôi. Con nào thở hả họng thì các bạn nên bắt xuống, các bạn tách riêng ra. Để không thôi là mấy con khác nó quần quần là mấy con đó là nó đi đó các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Đó, bầy heo con nè. Để một tí nữa sàn nó khô đi rồi mình dời qua. Rồi một tí nữa thì có gì mình quay tiếp cho các bạn xem. Nó đẻ được 9 con, sống 8 con và một con khô thai. Một con khô cũng bự các bạn. Nó cũng bằng cùng tay mình đó, đó chứ nó không có nhỏ đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ chích cho nó một mũi oxytocin. Còn con thì đẩy con ra, còn nhau thì đẩy nhau ra. Xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con. Các bạn lưu ý về vấn đề oxytocin nha. Khi heo nái đẻ thì các bạn chích dao động là từ 3 đến 4 C thôi là đủ tác dụng rồi. Các bạn chích nhiều á là cái kích thích cái tử cung của nó co bóp là nó mệt lắm. Nên các bạn chích từ 3 đến 4 C là đã đủ tác dụng để đủ để đẩy con ra rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi đây nè các bạn, sau một thời gian đi ở nhà ở đậu, bây giờ mình đưa nó về với mẹ nó rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ thả ra để cho nó bú. Các bạn nhìn thấy mắt mẹ nó không? Nó liếc liếc về bên đây nè. Nó trông con nữa đó. Bây giờ mình thả ra thì nó nằm xuống rồi các bạn. Nè, một con nè. Hai con nè. Ba con nè. Bốn nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. Nó thấy con nó bú á thì nó sẽ nằm ra cho nó bú thôi. Đó. Hiện tại là 8 con nha các bạn. Con nó nhủi nhủi xíu là nó nằm ngửa ra. Heo này rất là to luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ nó chuẩn bị nằm ra nè. Đó. Nó nằm ra con nó bú nhà nãy. Hồi nãy á, là mình cầm cái bụng con nào nấy là trong nóc hết trơn á. Nó bú no á. Sữa nó nhiều. Mình mới chích oxytocin cho nó rồi nhưng mà không biết là có còn con nào hay không. Nãy giờ nó ra cũng ba chùm nhau rồi. Thì các bạn xem hết video để xem là kết quả như thế nào nha. Đây nè các bạn, nó bú nè.
Rồi mấy bầy bên đây ăn lần 2 rồi nè, lần 3 luôn rồi nè. Còn mấy bầy bên đây nãy giờ cắn lộn cắn đã xong rồi, giờ nằm ngủ một con chỗ hết rồi. Bây giờ đã biết con nào mà đứng top 1, top 2 đó các bạn. Nãy giờ nó cắn xong hết rồi đó. Bầy bên đây nè. Hôm qua là mình đăng cho các bạn xem là cái clip 13 ngày tuổi nè, hôm nay là 14 ngày tuổi nè, các bạn nhìn thấy nó ăn không? Cám khô ăn ào ào luôn. Cám này các bạn là tới sáng mơi tầm chừng 7 giờ 8 giờ ngày mơi á, là hết trơn rồi. Cái này là mình chiều mình bỏ 2 nắm đó, bây giờ nó còn chắc hơn nắm xíu. Nó ăn một bịch sữa, một muỗng amox với 2 nắm cám tập ăn rồi, bắt đầu nó ăn xong rồi bắt đầu mình bỏ cám khô đó. Giờ nó ăn còn nhiêu đó. Mới 14 ngày tuổi mới ăn vậy đó. Còn bầy bên đây nè, hồi chiều một bịch sữa, một muỗng amox và 2 nắm cám thì ăn không hết nha. Bầy bên đây thì con mẹ nó không có được mát sữa không? Con này thì nó mát sữa quá. Bầy này có 2-3 con nhỏ. Con đằng đó nhỏ, hai con này nhỏ. Bầy bên đây thì mình tách bầy cũng được 3-4 ngày hay gì rồi. 4 ngày rồi. Heo rất ok nha, không có vấn đề gì hết nha các bạn. Ở bên đây là đàn heo thịt của mình nè. Nó đi ở trên đây luôn. Nó đi phân ở trên đó các bạn. Bắt đầu nó nằm lăn giống như con trâu vậy. Heo thịt của mình thì còn ít các bạn. Còn không nhiêu con đâu. Nè. Này ăn xong rồi nằm ngủ hết rồi nè. Đó. Mình chỉ còn vài chục con thôi. Còn 40 con thôi các bạn. 40 con thịt thôi. Nái thì có một số thì mình cũng đã tiễn rồi nha. Bây giờ còn những con mới để đó, con này là con mình mới để nè. Nó lên giống thì ngày mốt mình sẽ phối cho nó. Con này chắc khoảng 125kg các bạn đó. Đây là con heo tơ khoảng 125kg nha. Con này thì phối được 1 tháng rồi. Sắp tới là con này nha các bạn. Hình như là ngày 4 tháng 10 hay sao á. Đó, hôm nay là ngày 26, 27 hay gì tháng 8 đó. Rồi tới tháng 10 thì ngày 4 tháng 10 thì con đó nha. Rồi heo mình chắc chỉ có 8 con thôi các bạn ơi. Với con khô là 9 con thôi. Nó ra thêm nhau nữa rồi nè. Đó, nó ra nhau này là chắc hết rồi. Bụng xẹp rồi các bạn ơi. À, heo mình chỉ được 9 con thôi nha. Lứa này đẻ tệ nha. Lứa này là CP 2 máu. Lứa này là đẻ tệ. Mấy lứa trước là 14, 15 đổ lên hết nha các bạn. Lứa này hiện tại như là lứa thứ 5 rồi đó. Để mơi mình rửa mấy cái sàn này. Mấy cái sàn này mới rửa 4 ngày mà nó dơ vậy đó. Cái con này nè. Đó. Xong rồi bắt đầu là nằm nè. Thở cắn lộn cho dữ vô. Rồi bắt đầu nằm tối ngủ rồi thở. Cái này là nó mệt nó thở chứ không phải là thở bụng nữa các bạn. Thở bụng là nó thở khác nữa. Cái này là nó thở mệt nha. Cái này là nó các bạn nên phân biệt thở bụng với thở mệt. Nó thở mệt là nó thở nguyên người nó luôn nè. Nó nhịp nguyên người nó. Còn nó thở bụng là chỉ có cái bụng giật. Một là trường hợp là giật ở trên này. Hai là trường hợp giật ở dưới này. Là một là do viêm phổi thở bụng. Hai là do ghép với Seiko này kia rồi các bạn. Là nó thở. Có hai cách thở nha.